Tô Xuyên không về quá khứ. Gặp lại cô bạn gái sát nhân biến thái. Hết lần này đến lần khác ngăn cô ấy giết người. Rồi một ngày, con dao của cô ấy kể lên cô. Đừng manh động, em yêu, anh là chồng em đây. À mà, di chứng của việc quan bạn gái dân thuần ở đây. Bạn gái tôi đã chết vì 18 mạng người. Bị cảnh sát bắn chết trong lúc bỏ trốn. Hôm đó lẽ ra là ngày tôi cầu hôn cô ấy. Tôi đã trải đầy hoa hồng đỏ trong nhà, chuẩn bị bữa tối lãng mạn với rượu vang. Cô ấy hồi hộp đến mức tay chân luống cuống. Như Yên, lấy anh nhé. Vừa khóc, cô ấy vừa ôm chặt lấy tôi, nhỏ nhẹ nói, sao anh không gặp em sớm hơn. Tôi cứ nghĩ cô ấy quá xúc động, định an ủi vài câu thì giây tiếp theo mấy anh cảnh sát ập vào. Còn cô bạn gái vốn dịu dàng nhút nhát của tôi như biến thành người khác, lấy ra một con dao dài kề lên cổ tôi, ánh mắt lạnh lùng, ai dám đến gần hắn ta chết. Thế là cô ấy khống chế tôi, chạy thoát thân, lại còn cướp xe, phóng như bay. Lúc tôi tưởng cô ấy sẽ đưa tôi đi trốn, thì cô ấy dừng xe ở bãi biển nơi chúng tôi gặp cô nhau. Cô ấy thì thầm bên tai tôi, xin lỗi, em yêu anh. Nhìn tôi lần cuối, không chút do dự đẩy tôi ra. Tiếng súng vang lên, một viên đạn găm thẳng vào tim cô ấy. Sau đó, tôi được biết từ phía cảnh sát, Như Yên là một kẻ sát nhân biến thái. Tay cô ấy đã dính 18 mạng người, còn tôi là người duy nhất từng qua lại với mà cô còn ấy sống. Tất cả mọi người đều mắng Như Yên độc ác, biến thái, nhưng tôi không thể nào quên được nụ cười hồn nhiên của cô ấy lúc nhìn thấy đứa trẻ nhau bị ngược đãi trên TV. Cô ấy đã khóc nức nở. Cô ấy thiếu cảm giác an toàn, ngủ cũng ôm chặt lấy tôi, sợ tôi bỏ đi. Chẳng lẽ đó chỉ là giả tạo? Tin tôi như bị dao cứa. Từ đó về sau, tôi đi đâu cũng bị người ta xì xào bàn tán. Tôi không còn tâm trí làm việc, bán công ty, về nhà tính dưỡng. Tôi bắt đầu bị ảo giác, cả đêm không ngủ được. Nức cười là mỗi lần nhắm mắt, tôi lại thấy vô số Như Yên vây quanh mình. Có Như Yên lúc còn bé xíu tập đi, có Như Yên đeo cặp sách đi học, có Như Yên mặc váy cưới. Tất cả đều nhìn tôi, lặng lẽ rơi lệ. Tôi đau đớn gào thét với họ, tại sao lại làm vậy? Tại sao em lại giết người? Những giọt nước mắt màu máu chảy ra từ khóe mắt của các. Xin lỗi, em không còn cách nào khác. Không còn cách nào khác. Chẳng lẽ họ tự đưa cổ cho em đâm sao? Mà em phải giết. Quá tức giận, tôi định xông lên chất vấn cô ấy, thì bỗng nhiên trời đất quay cuồng. Tôi Xuyên không rồi, quay về năm tôi quen Như Yên. Lúc này, thư ký đưa tôi danh sách ứng viên phỏng vấn, và tôi lập tức nhìn thấy hồ sơ của Như Yên ở vị trí đầu tiên. Tôi tức giận đập bàn, mấy người làm ăn kiểu gì thế? Bây giờ ai cũng có thể vào công ty chúng ta. Cả chó cả mèo thế này. Tin tức tôi không hài lòng về đợt tuyển dụng mới truyền khắp công ty, các trưởng phòng đều lo lắng. Ngay trong đêm đã nâng cao tiêu chuẩn tuyển dụng. Như Yên, làm vậy có lẽ chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa. Hãy tha thứ cho sự ích kỷ của tôi. Được yêu lại từ đầu, tôi chỉ muốn cứu lấy chính mình. Có lẽ lãng quên nhau là cái kết tốt đẹp nhất. Nhưng ông trời không chiều lòng người. Tối hôm đó, tôi lại đụng độ Như Yên. Cô ấy đang bày bán quần áo ở chợ đêm, nhưng chưa kịp bán được gì, đã có mấy tên côn đồ xuất hiện. Này cô em, đi chơi với anh em một bữa đi. Tôi bao hết. Tôi không đi, không đi đâu. Mày còn buôn bán gì nữa? Thấy Như Yên bị mấy tên côn đồ lôi kéo, tôi không nhịn được nữa, tiến lên. Làm cái gì thế? Tôi báo cảnh sát rồi đấy. Nói rồi, tôi sắn tay áo ra cờ bắp cuồn cuộn. Mấy tên côn đồ chửi bới vài câu rồi bỏ chạy. Lúc tôi hoàn hồn, Như Yên đã đỏ mặt đứng trước mặt tôi. Cảm ơn tổng giám đốc. Tôi hối hận muốn chết. Không phải đã nói là không gặp lại cô ấy nữa sao? Tôi chỉ đành lạnh lùng gật đầu, rồi lấy ra một xấp tiền mua hết chỗ quần áo của cô ấy, nghĩ thầm sẽ giúp cô ấy lần cuối, sau này đừng ai nấy đi. Thế mà tôi không ngờ mình bị vả mặt nhanh đến vậy. Chỉ một đêm sau, tôi lại thấy Như Yên. Cô ấy phấn khởi chặn tôi ở sảnh công ty. Tổng giám đốc, không phải anh nói tôi phân tích xong xu hướng tiêu dùng xe hơi của thành phố này thì sẽ cho tôi cơ hội vào công ty thử việc sao? Ở kiếp trước, trước khi Như Yên đến công ty, tôi đúng là có nói như vậy. Nhìn đôi mắt to đẹp của Như Yên, dù đầy tơ máu nhưng vẫn sáng ngời. Lại nhìn xấp tài liệu dày trên tay cô ấy, rõ ràng là đã thức trắng đêm để làm xong. Tôi không đành lòng. Cuối cùng, Như Yên vẫn đến công ty làm việc. Nhưng để tránh việc mình lại chết dưới tay cô ấy, tôi tránh tiếp xúc trực tiếp. Còn cố ý sắp xếp cho cô ấy chỗ ngồi trước cửa phòng mình để tiện giám sát. Như Yên rất nghèo. Kiếp trước, trước khi đến công ty tôi, cô ấy làm đủ việc, tôi đến lại đi bán hàng rong. Mai đến khi làm chính thức ở công ty chúng tôi, tình hình kinh tế mới khá hơn. Tôi cho rằng một phần là do Như Yên biến thái, thích giết người, nhưng cuộc sống quá khó khăn, cũng có thể đã sinh ra oán hận trong lòng cô ấy. Hơn nữa, bán hàng rong sẽ tiếp xúc với nhiều người hơn. Nếu xảy ra cãi vã, biết đâu cô ấy sẽ gây án mạng cũng nên. Nghĩ vậy, tôi bèn bảo thư ký hỗ trợ Như Yên 3.000 tệ cộng với 2.500 tiền lương và trợ cấp nhà ở, yêu cầu cô ấy không được làm thêm bất cứ việc gì khác, chuyên tâm làm việc ở công ty. Chỉ cần Như Yên không suy nghĩ lệch lạc thì cuộc sống ở thành phố này sẽ rất tốt. Chẳng mấy chốc, tin đồn lại nổi lên. Mọi người đồn ầm lên là tôi có ý với Như Yên. Như Yên đúng là kẻ giết người, nhưng cô ấy không phải kiểu con gái khéo léo biết điều. Mấy lần ngần ngại đứng trước cửa phòng tôi, gặp tôi lại ấp anh ấp. Tôi biết cô ấy muốn cảm ơn tôi nên đành chủ động bắt chuyện, lạnh nhạt nói mấy câu xã giao, bảo cô ấy cứ làm việc cho tốt, đừng nghĩ ngợi lung tung, rồi đuổi cô ấy đi. Vì mối quan hệ trong quá khứ, tôi làm vậy đã là nhân từ lắm rồi. Tôi thật sự không muốn dây dưa gì với cô ấy nữa. Giống như kiếp trước, Như Yên luôn là người đến công ty sớm nhất và về muộn nhất. Độ hài lòng của khách hàng do cô ấy phụ trách là cao nhất, đạt đến mức không khiếu nại. Không chỉ hoàn thành xuất sắc công việc được giao, cô ấy còn tự học vẽ. Cô ấy nói không muốn mãi làm công việc tay chân, muốn học kỹ thuật, chuẩn bị cho tương lai. Sự tự lập, tự cường của cô ấy đã thu hút. Tôi thấy luôn có một đám nhân viên nam vây quanh chỗ cô ấy, giúp đỡ cô ấy đủ thứ. Tôi tức giận đấm mạnh vào tường. Đáng lẽ ra phải nghĩ đến chuyện này. Như Yên bên ngoài mong manh như bông hoa, nhưng tính cách lại vô cùng mạnh mẽ. Nếu không phải biết rõ bản chất tàn ác của cô ấy, thì không người đàn ông nào có thể cưỡng lại được sức hút của cô ấy. Cũng giống như tôi của mày, gọi trưởng phòng ngay lập tức bổ sung thêm điều lệ quản lý nhân viên, cấm tất cả mọi người tụ tập quanh khu vực làm việc của người khác, làm việc riêng không liên quan đến công việc, vi phạm phạt 50.000 tệ một lần. Tôi làm vậy không phải vì ghen tị đâu, mà là để bảo vệ cho các nam đồng nghiệp trong công ty. Họ không biết chuyện, cứ thân thiết với nhiều đâu chọc giận gặp họa sát thân thì sao? Nhưng chẳng được bao lâu,
Tôi lại nhận được một lá thư có quan hệ mờ ám với nhiều chàng trai, ảnh hưởng đến hình ảnh của công ty. Trong thư còn đính kèm cả ảnh chụp là Như Yên và mấy anh chàng kia cùng nhau ăn cơm ở công ty. Xuyên không về quá khứ, tôi tìm thấy tên sát nhân biến thái lần lượt ngăn cản hắn giết người. Mọi người không được phép tụ tập gần khu vực làm việc của người khác, làm những việc không liên quan đến công việc. Vi phạm sẽ bị phạt 50 triệu đồng. Tôi không phải là đang ghen tị, mà là đang bảo vệ những nhân viên nam của công ty chúng ta. Họ không biết chuyện gì đâu. Đi với Liễu Như Yên vội vàng như lời như chọc giận cô ta ở đâu đó, rước họa vào thân. Nhưng chưa được mấy ngày tôi đã nhận được một lá thư tố cáo nặc danh, nói Liễu Như Yên có quan hệ mờ ám với nhiều chàng trai trong công ty, ảnh hưởng đến hình ảnh của công ty. Trong thư còn đính kèm ảnh làm bằng chứng là ảnh Liễu Như Yên và mấy chàng trai ăn cơm ở văn phòng. Hiếm khi thấy được một tình tiết hấp dẫn như vậy. Phải mua tích chữ ít đồ ăn vặt để xem. Nhấn vào đường link ở phần bình luận, mở Taobao, nhấn vào mục Flashy Sen của Taobao, bên trong đó siêu hời luôn. Câu cơ câu lư chỉ 6 hàng, bánh phồng tôm 3 hàng một túi, toàn là hương vị tuổi thơ. Mua luôn đồ ăn vặt cho cả mùa hè này, lên Taobao Flashy Sen hàng tốt giá rẻ chớp lấy ngay. Thật ra chẳng có gì khác biệt, nhưng lại khiến tôi tức giận ngút trời. Tôi tạm hoãn bữa trưa với khách hàng, tức giận trở về công ty. Quả nhiên thấy bọn họ túng tụm lại chỗ Liễu Như Yên. Liễu Như Yên, thử món thịt kho tàu mẹ tôi làm đi, ngon lắm. Liễu Như Yên, tôi làm sườn xào chua ngọt cho cậu này. Gầy quá, phải ăn nhiều vào. Tôi lạnh lùng đi qua. Liễu Như Yên, vào phòng tôi. Liễu Như Yên vừa đóng cửa lại, tôi đã mắng xa xả vào mặt cô ta. Tại sao không đến nhà ăn ăn cơm? Công ty không phát tiền ăn cho cô à? Không thích ăn ở nhà ăn thì thôi, cơm không đủ thì ra tiệm cơm bình dân mà ăn. Cô ngày nào cũng mang hai cái bánh bao ra nhấm nháp với nước, là diễn cho ai xem hay là cô rất thích cảm giác được các đồng nghiệp nam vây quanh theo đuổi? Tôi tuyển cô vào đây là để làm việc, không phải để cô dở cho mèo. Không làm được thì cút. Một chàng chất vấn khiến Liễu Như Yên choáng váng. Cô ta trừng mắt nhìn tràn đầy vẻ khó tin. Không phải như vậy. Chưa để cô ta giải thích, tôi đã ném lá thư tố cáo kia cho cô ta, tự mình xem đi. Liễu Như Yên nhìn thấy nội dung trong thư, sắc mặt trắng bệch, nước mắt lưng tròng. Thấy cô ta đau lòng như vậy, tôi cũng thấy khó chịu trong tôi lòng. Tôi rút một tờ khăn giấy đưa cho cô ta, vừa định nói vài câu an ủi thì Liễu Như Yên đã che mặt chạy ra ngoài. Tôi theo bản năng muốn đuổi theo, nghĩ đến những người bị cô ta sát hại dã man ở kiếp trước, lại dừng bước. Buổi chiều hôm đó, tôi không còn tâm trí làm việc, cứ nhìn ra cửa sổ ngẩn ngơ. Giám đốc, giám đốc, có chuyện này tôi nghĩ vẫn nên nói với cô. Thư ký nói, Liễu Như Yên là một cô gái rất tốt bụng. Cô ấy mới 20 tuổi, ai mà chẳng thích đẹp, ai mà chẳng có lòng hư vinh. Liễu Như Yên tuy không cha không mẹ, nhưng dựa vào tiền lương và trợ cấp, cuộc sống cũng ổn. Nhưng cô ấy vẫn kiên trì đi bán hàng rong sau giờ ăn, uống kham khổ, ở nhà trọ tồi tàn nhất, tiết kiệm tiền để quyên góp cho trẻ em vùng núi nghèo khó, còn định kỳ đến trại trẻ mồ côi làm công tác xã hội. Điều này Liễu Như Yên chưa từng nói với ai. Lần trước có một tổ chức được Liễu Như Yên tài trợ đến công ty tặng cờ lưu niệm, mọi người mới biết được Liễu Như Yên đã nhờ mọi người đừng nói ra ngoài. Mọi người quan tâm đến Liễu Như Yên hoàn toàn là vì thương cảm, họ muốn cô gái đáng thương này có thể sống tốt hơn một chút, chứ không phải là tình cảm nam nữ. Thư ký lại nhảy một hồi, khiến tôi vô cùng kinh ngạc. Liễu Như Yên, chẳng phải cô ta là tên sát nhân sao? Làm những điều này là để chuộc lỗi sao? Để lòng thanh thản hơn sao? Tôi bỗng cảm thấy đầu óc rối bời. Liễu Như Yên rốt cuộc là người như thế nào? Cả kiếp trước lẫn kiếp này tôi đều không hiểu nổi cô ta. Tôi đi ra ngoài. Lúc này tôi rất muốn gặp cô ta, mặc dù tôi cũng không biết gặp cô ta rồi phải nói gì. Liễu Như Yên không có ở chỗ ngồi, thư ký đuổi theo sau cười đầy ẩn ý. Ôi chao, giờ mới biết lo lắng à? Liễu Như Yên bị trưởng phòng kinh doanh gọi đi rồi. Đồng tử tôi co lại. Trưởng phòng kinh doanh chính là người bị Liễu Như Yên giết chết ở kiếp trước. Trưởng phòng đường, tôi lái xe như bay, căn bản là không biết đã vượt bao nhiêu đèn đỏ. Điện thoại của Liễu Như Yên và trưởng phòng đường đều tắt máy. Tôi không hiểu nổi tại sao họ lại có thể gặp gỡ nhau. Rõ ràng tôi đã điều chuyển Liễu Như Yên khỏi vị trí cũ rồi mà. Kiến thức mách bảo tôi đừng đi, đừng đi, rất có thể tôi sẽ bị kéo vào một vực sâu không đáy. Nhưng đó là Liễu Như Yên, dù tôi từng trách móc, từng căm hận, nhưng vẫn không thể nào dứt bỏ được Liễu Như Yên. Biệt thự của trưởng phòng đường ở ngoại ô thành phố, cổng lớn khép hờ, đẩy cửa ra liền nhìn thấy quần áo vứt lung tung. Tôi nhíu mày, vì tôi nhìn thấy chiếc áo Liễu Như Yên mặc chiều nay đang nằm trên sàn nhà lạnh lẽo. Không thể nào, Liễu Như Yên không phải là loại con gái dễ dãi, cô ta không thể làm vậy được. Hơi thở của tôi trở nên dồn dập, tôi bước nhanh về phía trước. Bắt chước một căn phòng nào đó trên lầu vọng xuống tiếng hét thất thanh của đàn ông. Tha cho tôi, xin cô tha cho tôi. Tôi lao lên lầu. Cảnh tượng bên trong khiến tôi kinh hãi tột độ. Liễu Như Yên đang dùng dao kề cổ trưởng phòng đường, ghi chặt hắn ta xuống trên giường vương vãi đủ loại dụng cụ, cộng thêm ánh sáng vàng mờ ảo. Nếu không phải nhìn thấy ở góc tường có mấy thi thể đàn ông chất đống lên nhau, thì thoạt nhìn cứ tưởng bọn họ đang chơi trò chơi tình thú nào đó. Trưởng phòng đường thấy tôi đột ngột xông vào như bắt được vàng. Giám đốc, cứu tôi. Tiếng gọi kéo tôi về thực tại. Tôi nuốt nước bọt, cố gắng khuyên Liễu Như Yên. Liễu Như Yên, cô còn trẻ, còn cả tương lai, đừng làm chuyện dại dột, có gì từ từ nói. Hừ, tương lai sao? Ha ha ha. Nhưng tôi đã bị bọn chúng hủy hoại từ lâu rồi. Lúc này tôi mới để trên tường căn phòng này dán đầy ảnh của Liễu Như Yên. Liễu Như Yên trong ảnh trông non nớt hơn bây giờ rất nhiều, gương mặt còn phảng phất nét trẻ con, mong manh yếu đuối, hoảng sợ tôi cùng. Không sai, đó đều là những bức ảnh cô ta bị bạo hành. Xin lỗi, tôi cũng muốn là người tốt. Liễu Như Yên vừa khóc vừa nhìn tôi cười chua xót, nụ cười ấy giống hệt như lúc cô ta đi đến cái chết ở kiếp trước. Nhận ra cô ta muốn làm gì, tôi thẳng thốt, đừng. Giây tiếp theo, cô ta đã dùng dao cửa đứt cổ họng trưởng và nhanh chóng đâm dao vào bụng mình, máu túa ra, dòng chất lỏng màu đỏ bắn ra từ vết thương, nhìn đâu cũng thấy một màu đỏ tươi. Tôi lao đến như bay, ôm lấy Liễu Như Yên đang mềm nhũn trong vòng tay. Cô ta dùng chút sức lực cuối cùng nắm lấy tay tôi. Xin lỗi, tôi đã phụ lòng tốt của anh, tôi thật sự muốn làm việc thật tốt.
xuyên không về quá khứ tìm thấy cô gái sát nhân biến thái đó, lần lượt ngăn cản cô ấy giết người. Liễu Như Yên, em còn trẻ, còn cả tương lai, đừng làm chuyện dại dột, có gì chúng ta có thể từ từ nói. Hề hề, tương lai sao? Ha 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 ha. Nhưng tương lai của tôi đã bị bọn họ hủy hoại rồi. Lúc này tôi mới để ý, trên bức tường căn phòng này dán đầy ảnh của Liễu Như Yên. Liễu Như Yên trong ảnh trông non nớt hơn bây giờ rất nhiều, trên mặt còn có nét bụ bẫm trẻ con mong manh vô. Từ kinh ngạc đến tê liệt, không đâu không phải là ảnh cô ấy đang bị hành hạ. Xin lỗi, tôi cũng muốn làm người tốt. Liễu Như Yên vừa khóc vừa cười thảm thiết với tôi, biểu cả mày giống hệt lúc cô ấy chết trong kiếp trước. Nhận ra cô ấy muốn làm gì, mắt tôi như muốn nứt ra. Giây tiếp theo, cô ấy dùng dao cắt đứt cổ họng đường quản gia rồi nhanh chóng đâm dao vào bụng mình. Trong chớp mắt, máu chảy như dòng chất lỏng màu đỏ phun ra từ vết thương, nhìn đâu cũng thấy một màu đỏ tươi. Tôi như bay người tới ôm lấy Liễu Như Yên đang mềm nhũn trong tay. Cô ấy dùng chút sức lực cuối cùng nắm lấy tay tôi. Xin lỗi, phụ lòng tốt của anh rồi, em thật sự muốn sống tốt mà. Trên mặt ướt nước, không phân biệt được là nước mắt hay máu, tôi gào lên trong đau đớn. Liễu Như Yên lại một lần nữa rời xa tôi, lần này cô ấy chết ngay trong vòng tay tôi. Kết quả điều tra của cảnh sát cho thấy đây là một vụ án mạng trả thù không điển hình. Sự phức tạp của vụ việc vượt ngoài sức tưởng tượng của người thường. Vài năm trước, Liễu Như Yên bị hàng xóm lừa đảo giới thiệu việc làm, đến nhà đường quản gia bị bóc lột như nô lệ. Đường quản gia thường xuyên rủ rê bạn bè, gọi một đám người đến sỉ nhục Liễu Như Yên. Sau đó, Liễu Như Yên đã tìm được cơ hội trốn thoát. Ai ngờ đến công ty chúng tôi làm việc, lại gặp phải đường quản gia vẫn còn tâm. Đường quản gia còn dám uy hiếp Liễu Như Yên phải nghe lời hắn, nếu không sẽ gửi ảnh của cô ấy cho lãnh đạo công ty, phá hủy danh tiếng của cô ấy, khiến cô ấy mất việc. Dù Liễu Như Yên có đổi việc cũng vô ích, vì những bức ảnh đó nằm trong tay hắn. Bị dồn vào đường cùng, Liễu Như Yên đã chọn cùng chết với đường quản gia. Hóa ra cô ấy đã phải chịu đựng nhiều như vậy, mỗi ngày của cô ấy đều là giày vò. Vậy mà tôi chỉ muốn thoát khỏi trách nhiệm. Giá như tôi có thể nhận ra sớm hơn, kéo cô ấy một cái, liệu mọi chuyện có khác đi? Tôi lại bắt đầu mất ngủ. Bất đắc dĩ phải tìm đến sự giúp đỡ của bác sĩ tâm lý. Theo sự thôi miên của bác sĩ, tâm trí tôi bắt đầu trống rỗng. Trong cơn mơ màng, vô số Liễu Như Yên lớn nhỏ đứng sau làn xương trắng, vươn tay về phía tôi. Cứu tôi với, xin anh hãy cứu tôi với. Đột nhiên cơ thể của họ như bị xé toạc, xuất hiện vô số vết rách, máu chảy đầm đìa. Trong lúc nguy cấp, tôi tùy tiện túm lấy một Liễu Như Yên. Đừng sợ, tôi đến cứu em đây. Lúc tôi mở mắt ra lần nữa, đã là một cậu thiếu niên mười mấy tuổi, mặc bộ đồng phục màu xanh ngớ ngẩn. Tôi đoán chắc là tôi đã trở về thời cấp 3 của mình 10 năm trước. Liễu Như Yên bằng tuổi tôi, bây giờ chắc cũng đang học cấp 3, chưa bị kẻ xấu dụ dỗ sa ngã. Mọi chuyện đều còn kịp, tôi vui vẻ ném quả bóng rổ trên tay, nhìn quảng trường nhỏ ốc và bồn hoa cỏ dại mọc um tùm, định bụng về nhà trước. Đi ngang qua một con hẻm nhỏ, bên trong vang lên tiếng cười khúc khích. Dưới ánh đèn đường mờ ảo, một cô gái ăn mặc lôi thôi đang xô đẩy một cô gái khác nhỏ hơn cô ta hẳn một cái đầu. Mày, con nhỏ, ăn mày kia. Anh Phương bảo mày tan học đừng có về mà. Con dám chạy hả? Gan to nhỉ? Để tao gọi anh Phương tới đây, xé quần áo, ném xuống cổng cho mày chết đối luôn. Đừng, đừng gọi người, tao đưa tiền cho mày. Cô bé nhỏ con vừa van xin, vừa run rẩy thò tay vào túi lục lọi. Vừa tới đã gặp ngay đám nhóc hư hỏng này chấn lột, bắt nạt. Dừng tay, hai cô bé nhìn thấy tôi đều sững người. Làm gì đấy? Tôi giả vờ, giơ nằm đấm, cố tình hạ giọng. Muốn ăn đòn thì cút mau. Với chiều cao 1m80 của mình, trông tôi khá đáng sợ. Cô nàng bất lương kia không đợi tôi nói lần hai, đã quay đầu bỏ chạy. Cô bé nhỏ con cúi đầu, siết chặt nắm tay, đứng im không nhúc nhích. Tôi cố gắng nở một nụ cười đúng lứa tuổi, tiến lại gần cô bé. Này em gái nhỏ, anh không phải người xấu đâu. Trời tối rồi, hay là để anh đưa em về nhé. Khi tôi còn cách cô bé một bước chân, cô bé đột nhiên ngẩng đầu lên, lặng lặng nhìn tôi, đôi mắt lạnh lùng sâu thẳm như một đầm nước chết, không một chút ánh sáng nào. Tôi bỗng chột dạ, gương mặt này quen quá. Liễu Như Yên phiên bản tí hon. Trời đất, chúng ta đúng là có duyên, lại gặp nhau rồi. Bất ngờ thay, tôi bị cô bé hất mạnh ra. Nói chuyện bao đồng, tôi nhìn thấy một tia sáng lóe lên trong tay cô bé. Đó là một con dao nhỏ được mài sắc lẹ. Con dao đó dùng để làm gì? Vừa rồi nếu tôi không ra tay, chuyện gì sẽ xảy ra không cần phải nói cũng biết. Theo tôi thấy, cô nàng bất lương kia chắc chắn không phải lần đầu tiên gây chuyện với Liễu Như Yên. Trẻ con với nhau cãi vã, đánh nhau cũng là chuyện thường. Nhưng động dao thì có phải là quá đáng rồi không? Có lẽ Liễu Như Yên giống như người ta nói, là một đứa trẻ hư hỏng bẩm sinh. Như vậy thì sao? Tôi đã từng hối hận một lần rồi, lần này tôi nhất định sẽ không buông tay. Chưa đến mức đó, mọi chuyện đều còn kịp, phải không? Tôi không khỏi nhớ đến Liễu Như Yên nhỏ bé trong mơ, toàn thân đầy máu, cầu cứu tôi và câu nói em cũng muốn làm người tốt. Không ai sinh ra đã phạm tội, chắc chắn là có nguyên nhân nào đó. Lần này tôi muốn giúp cô ấy giải quyết nạn bạo lực học đường, bắt kẻ lừa đảo cô ấy vào tù, bóc chết mọi tội ác từ trong trứng nước, còn phải xây dựng cho cô ấy những giá trị sống, thế giới quan đúng đắn. Chiều hôm sau, tôi tìm thấy Liễu Như Yên và một cậu con trai khác trên núi Cô Lôn. Cậu con trai run rẩy, đứng tranh vanh bên mép vực gần như dựng đứng 90 độ. Thật sự ở đây sao? Nếu mày dám lừa tao thì mày chết chắc. Nơi đó không có lan can, trước mặt cậu ta là vực sâu thăm thẳm, chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ đan xương nát thịt. Liễu Như Yên phía sau cười híp mắt, hơi nhích người lại, giọng nói ngọt ngào mang theo chút mê hoặc khó tả. Em nào dám lừa anh Phương chứ? Ở ngay đó đó, anh tiến lên một chút là thấy ngay mà. Quay trở về quá khứ, tôi đã tìm thấy cô bạn gái là một kẻ giết người, lần lượt ngăn cản hắn ta ra tay sát hại người khác. Lần này Liễu Như Yên đã hẹn người bạn học từng bắt nạt mình đến một vách đá, cô ta định âm thầm thủ tiêu cậu ta. Thật sự ở đây sao? Nếu cô dám lừa tôi sẽ chết chắc. Nơi này không có rào chắn, ngay trước mặt cậu ta là vực sâu thăm thẳm, chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ đan xác phơi thây. Liễu Như Yên phía sau cười, khẽ tiến lại gần. Em nào dám lừa anh Phương chứ? Anh cứ đến đó đi. Tiến lên một chút là thấy ngay. Vừa nói, cô ta vừa từ từ đưa hai tay ra. Khoảnh khắc tay cô ta sắp chạm vào vai chàng trai, tôi đột nhiên không nói một lời, bước tới kéo Liễu Như Yên bỏ đi. Tôi rất khỏe,
kéo cô ta đi một mạch. Liễu Như Yên lúc này mới tức giận hất tay tôi ra. Anh là ai? Anh bị bệnh à? Anh có biết tôi phải khó khăn làm mới? Có lẽ vì quá tức giận, Liễu Như Yên đã lỡ lời nói ra mục đích thật sự. Nhưng cô ta rất biết kiềm chế, nuốt lại phần quan trọng phía sau, còn trừng mắt nhìn tôi. Khó khăn làm mới làm gì? Sao không nói tiếp? Để tôi đoán xem nào. Hôm đi dã ngoại, khi mọi người đang picnic dưới chân núi, cô đã khó khăn làm mới dụ được tên bạn học đó. Chỉ cần khẽ đẩy một cái, hắn ta sẽ rơi xuống tàn sát. Thần không biết quỷ không hay. Tôi không hiểu anh đang nói bậy bạ gì. Có phải nói bậy hay không? Trong lòng cô tự biết rõ. Liễu Như Yên không thèm để ý tôi nữa. Quay đầu bỏ đi. Tôi hét lớn về phía bóng lưng cô ta. Liễu Như Yên, tôi có thể giúp cô. Có rất nhiều cách để trừng trị kẻ đã làm tổn thương mình, nhưng cách cô chọn là tệ nhất. Gây tổn thương người ta thì tự hại mình đến tám. Liễu Như Yên đã đi xa bỗng khửng lại, nhưng rồi vẫn chạy mất. Không sao, chúng ta còn nhiều thời gian. Lần này tôi nhất định đưa cô vào trong. Tôi lại tìm thấy Liễu Như Yên tại khu tập thể cũ của trường cấp 3 Lĩnh Nam Ngũ Trung. Dưới ánh đèn lờ mờ, ông hiệu trưởng già nua gầy gò đang im yên. Trương thương tình cảnh của em nên đã miễn học phí và tiền ở ký túc xá, em phải biết ơn và cố gắng học tập cho tốt mới phải. Thế mà không những điểm kém, em còn đi ăn trộm nữa. Liễu Như Yên, nếu em cứ như vậy, trường sẽ không giữ em lại được đâu. Liễu Như Yên cúi đầu im lặng không nói. Với đứa trẻ như em, học hành là con đường duy nhất, em không thể làm chuyện hồ đồ được. Nào, mọi người dừng lại một chút. Một tác phẩm tuyệt vời như vậy, sao có thể thiếu đi sự đồng hành của bạn gái Xuân Thủy? Giờ đây, Phi Hưu còn được nâng cấp lên đầu silicon. Chỉ cần bóp nhẹ là miệng có thể tự nhiên đóng mở. Đừng lo lắng về việc mài mòn, vì bên trong và bên ngoài đều là silicon, mềm mại như lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh. Tuy là mô phỏng người thật, nhưng cao 1m65, chỉ nặng 27kg, tay chân, eo không có thể di chuyển. Bởi vì cô ấy không biết đau, nên có thể tạo ra những tư thế táo bạo hơn cả người thật. Búp bê silicon của Xuân Thủy Đường đơn giản là người tình trong mộng của các chàng trai. Như Yên à, em biết là thầy luôn quan tâm đến em, thầy muốn cho em cơ hội. Nếu không phải thầy vất vả là mới xin được học bổng cho em, thì em đã không thể nào đi học được rồi. Đôi mắt đục ngầu của lão hiệu trưởng lé lên tia dục vọng. Lão ta không hề nhận ra. Như Yên đang ngoan ngoãn ngồi trong lòng tay đã âm thầm lần đến bàn, nắm lấy con dao gọt hoa quả ngay trong gang tấc. Tôi cùng cảnh sát đập cửa xông vào. Lão hiệu trưởng bị mấy người cảnh sát chặt xuống. Các người làm gì vậy? Tôi đang tâm sự với học sinh, lợi dụng học bổng để uy hiếp học sinh, đúng là không biết xấu hổ. Đã quay phim lại hết rồi, có gì ra tòa mà nói. Cảnh sát áp giải lão hiệu trưởng lên xe. Liễu Như Yên ngây người nhìn, vẻ mặt không dám tin. Lão hiệu trưởng luôn vênh váo hiếp mình trước mặt, lại bị giải quyết dễ dàng như vậy. Tỉnh táo lại chưa? Tôi đã nói là có thể giúp cô mà, không cần phải dùng cách cực đoan như vậy để hủy hoại bản thân, đúng không? Đáp lại tôi là hành động. Đẩy tôi ra và chạy một mạch của Liễu Như Yên. Cô ta biến mất trong đêm trăng. Tôi mỉm cười, cô nhắc Liễu Như Yên này, cảnh giác cũng phải thôi. Tôi bắt đầu thường xuyên xuất hiện trong cuộc sống của Liễu Như Yên. 2-3 hôm lại đến trường Lĩnh Nam tôi tình cờ bắt gặp. Mấy đứa học sinh hư nhốt Liễu Như Yên trong nhà vệ sinh, xô nước lau nhà rồi khiến cô ấy run cầm cập vì lạnh. Tôi xông vào cho mỗi đứa một cái bạt tai, nhìn Liễu Như Yên giặt lại cây lau nhà và hất ngược nước bẩn lên người chúng. Đây gọi là lấy gậy ông đập lưng ông. Có chuyện gì thì đừng có nhịn, nhịn mãi rồi đến lúc không nhịn được nữa thì tâm lý sẽ có vấn đề, đến lúc đó thì hỏng bét đấy. Liễu Như Yên nghe vậy thì như phát điên, lao vào đánh tới tấp. Mấy đứa học sinh hư kia thấy tôi tìm Liễu Như Yên vừa đập bàn vừa cười hô hố, chỉ vào mặt Liễu Như Yên rồi gọi những lời lẽ ăn chửi, không có lấy những lời nói đó. Ngay cả một người đàn ông trưởng thành về tâm lý như tôi còn không chịu. Phương Ngô là một cô bé đang tuổi dậy thì. Tôi đứng dậy, đánh cho mỗi đứa. Đang bắt nạt Liễu Như Yên một trận, bị tôi dằn mặt, không đứa nào dám hò hề thêm một lời. Nghe rõ đây, từ nay về sau, ai dám bắt nạt Liễu Như Yên, tôi đến Itugu đến sẽ không bọn tha cho này đó đâu. Chỉ là trẻ con. Nghe rõ chị, tôi dọa cho sợ đến chẳng mức dám đánh dụng một cái giám. Đều cúi gằm mặt xuống nói. Dạ, nghe rõ. Chỉ trong vài ngày, cả khối đều biết Liễu Như Yên có một người anh trai rất khó dây vào. Có lần tôi tình cờ gặp giáo đó viên, đó là một bà cô già khó tính, và từ đầu đến cuối đều nói chuyện với tôi bằng cái bà ta nhất quyết lôi tôi đến văn phòng để xử lý chuyện tôi đá hỏng bàn. Tốt thôi, Liễu Như Yên bị bạn bè bắt nạt, bà ta không thể nào không biết. Chỉ vì Liễu Như Yên nghèo, ăn mặc lôi thôi, nên bà ta đã ngầm là muốn xấu của đám học sinh như đó. Bà ta có biết thành tích huy hoàng trong tương lai của Liễu có phần của bà ta hay không? Đến văn phòng, tôi chất vấn bà ta ngay trước mặt hiệu trưởng. Học sinh trong lớp sỉ nhục Liễu Như Yên, tại sao cô là giáo viên chủ nhiệm mà không ngăn cản? Tại sao không thể đối xử công bằng với mọi đáng làm giáo viên, không xứng đáng làm người? Dưới sự kiên trì của tôi, cuối cùng bà cô già đó cũng phải xin lỗi Liễu Như Yên. Sao anh lại giỏi thế? Thái độ của Liễu Như Yên với tôi đã dần thay đổi, từ chỗ dè chừng, cảnh giác đến chỗ cởi mở và tin tưởng. Tâm trạng của cô ấy cũng rõ ràng là đã tốt hơn rất nhiều, không còn là vẻ u ám. Giờ đây lần đầu cô ấy biết cười, biết trông tràn đầy sức sống. Chuyện nhỏ ấy mà, đàm phán quốc tế tôi Liễu Như Yên cười bao giờ? Chắc chắn là cô ấy nghĩ tôi đang khoác lác rồi. Khoảnh khắc ấy, đôi mắt cô ấy sáng ngời. Tại sao anh lại đối xử tốt với em như vậy? Muôn vàn lời muốn nói, nhưng lại không biết xoa đầu đâu. Liễu Như Yên, Liễu Như Yên, hãy học hành thật giỏi, cùng tôi vào đại học, rồi chúng ta sẽ tiếp tục hôn lễ giang dở ở kiếp trước.